Xin kính chào quý và con, chị các bạn đang xem kênh thì sáng sớm hôm nay, sáng sớm hôm nay là thứ uh, từ ngày 3 tháng 7 năm 2024 thì mình xin uh, tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực bằng sông Cửu Long, khu vực uh, miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Cho con, quý chị các, các bạn cùng mà tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình thái nhóm bích, thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào xem kênh có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý chị các bạn thì tình mít tái trong thời gian khoảng 1 2 ngày trở lại đây thì giá mít tiếp tục đang có chiều hướng đang tăng. Đây thực sự là một tín hiệu rất là vui cho những bà con nông dân đang còn mít đang chuẩn bị thu hoạch mít. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít kém lớn dao động ở mức từ 24.000, kém nhì là 13.000, kém ba dao động từ 3 đến 4.000, hàng rớt lớn, hàng xe dao động ở mức từ 17.000 chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long khu vực Cần Thơ khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua trợ cái động từ 2.000 tại khu vực Vĩnh Long khu vực Cần Thơ khu vực Hậu Giang vực Đồng Tháp khu vực An Giang khu vực Long An hiện nay thì bích kem lớn đang giai đoạn từ 25.000 trong gì là 14.000 kem bay đồng từ 3.000 đến 4.000 chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp khu vực An Giang khu vực Long An thì thương lái đang mua trợ cái động từ 2 đến 3.000 khu vực Tiền Giang thì mít kem lớn là 26.000 kem nhì là 15.000 kem ba dao động từ 4 đến 5.000 chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ cái đồng từ 3.000 cái mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác cái khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít khu vực miền Đông hiện nay như khu vực Bình Dương Bình Phước Đồng Nai khu vực Vũng Tàu thì mít kem lớn dao động ở mức từ 16.000 kem nhì là 9.000 kem ba dao động từ 3.000 chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ cái đồng từ 2.000 tại khu vực miền Đông. Việc Tây Nguyên hiện nay thì mít cam lớn đang dao động ở mức từ 14.000, cái gì là 8.000 cái 3 dao động từ 3.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thường lái đang mua chợ cái đồng từ 1 đến 2.000 tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì cũng còn chính là tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít.